Sinh nhật Misty. Sinh nhật phải trông đẹp một chút. Misty sẽ thích món quà này. Chắc chắn rồi. Misty ơi, chúng cháu đến rồi ạ. Ta đến ngay đây. Mời vào, mời vào. Chúc mừng sinh nhật Misty. Yeah, cảm ơn hai đứa. Nào, mau vào nhà đi. Chúc mừng sinh nhật Misty. Nào, hai đứa mau ngồi xuống đây. Câu chuyện đó quá thật là thú vị. Đúng rồi, hai đứa đợi ta một chút nha. Chắc là bà ấy mở tiệc đãi chúng ta đó. A few moments later. Nào nào, hai đứa hãy xem đi. Ta-da. Wow, đây là gì vậy ạ? Hãy dùng xúc xắc để xem chúng ta nhận được phần quà gì nha. Nào, cùng chơi thôi. Ok. Ta sẽ chơi đầu tiên. Yeah, tớ đi được 3 bước. 1, 2, 3. Wow, được một gói bim bim. Là bim bim thật nè. Wow, trò chơi này thật kỳ diệu. Cháu sẽ ăn nó luôn bây giờ. Yummy, ngon quá đi thôi. Nhìn ngon quá đi à. Ta đi cho tớ ăn với. Bỏ tay ra, đó là phần thưởng của tớ mà. Ai, đúng là keo kiệt. Hãy xem tới đây. Wow, được 5 bước lận. 1, 2, 3, 4, 5. Là một đấu mất đây. Oh no. Trời ơi, ớn cay. Mình không thích chút nào. Không được vứt, phải ăn hết. Dạ vâng, cháu sẽ ăn nó ạ. Cay quá đi à. Ôi mẹ ơi, cay quá. Nhìn cậu ấy kìa. Ha ha, giờ đến lượt ta. Yeah, 3, 1, 2, 3. Wow, đó là mì tôm. Wow, nhìn ngon quá đi ạ. Yummy, giá giòn sần sật luôn. Đúng là mì tôm hảo hảo. Nhìn đẹp quá đi ạ. Nhìn Misty ăn ngon quá. Giờ lại đến lượt cháu. Yeah, 5 bước. 1, 2, 3, 4, 5. Hả? Là chanh sao? Ôi không. Chua như thế này làm sao mà mình ăn được. Chua quá. Nhìn mặt ta đi méo mó kìa. Ai rồi cũng phải chịu đắng cay chua chát thôi. Lại đến lượt tớ rồi. Yeah, đi 2 bước. 1, 2. Ủa, đây là gì? Ôi trời ơi, thì ra đó là một cái xô. Dám cười nhạo tớ à. Công nhận nhìn nít hề hước quá. Đến lượt ta rồi. Đi 1 bước. Ủa, đây là thứ gì vậy? Thì ra là đá. Ôi trời đất ơi, lạnh quá đi. Lạnh đến đóng băng luôn rồi. Tiếp theo đó là đến lượt Tani. Cô ấy xuất sắc đi được thêm 2 bước nữa và trúng được một gói bỗng ngô. Wow, là bỗng ngô. Yummy. Ngon quá. Ha ha. Chơi như cậu thì làm sao ăn được bỗng ngô. Ha ha ha. Đừng có mà khinh thường người khác. Ha ha. Đến lượt ta. Lần này chắc chắn sẽ được món ngon. 2, 1, 2. Wow, là kem ốc quế. Mình thật là may mắn. Ha ha. Hả, kem của mình đâu? Wow, yummy. Lêu lêu những người không được ăn kem. Ha ha ha, đội xô thì làm sao ăn được. Ha, trò chơi nhảm nhí, không chơi nữa. Hai người thật quá đáng, tớ không chơi nữa. Này, này, đứng lại đã. Này, tớ xin lỗi vì đã làm thế với cậu. Đừng giận mà. Nick ở lại chơi rồi chúng ta cùng ăn đồ ăn. Nhìn mặt hai người không tin được. Nick ở lại đi mà. Nick hãy ở lại đi mà. Được rồi, chúng ta vào thôi. Wow, nhiều đồ ăn quá đi. Nào nào, mau ăn đi. Đây là sinh nhật của ta, phải vui lên. Nick, Tani, hôm nay là sinh nhật vui nhất trong đời của ta. Chúc mừng sinh nhật Nick đi. Hôm nay trời đẹp thật đó Misty nhỉ.
Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe một chút mà mệt như người. Mệt gì đấy, ông phải tập nhiều mới có 6 múi. Ờ, nhìn họ kìa. Tani, đi theo tớ nào. Ồ, lại có trò hay đây. Ôi giời, ouch, đau quá. Misty hậu đậu thế. Ôi da, đau quá đi. Cháu có lọ nước này cho hai người nè. Đúng lúc ta đang khát, đưa đây. Cơn khát nước hoàn toàn kiểm soát Misty. Bà ấy đưa lọ nước lên tu. Nhưng Neighbor đưa tay cướp lại rồi tu một mạch hết sạch. Ôi, Neighbor, ông quá đáng thế. Họ trúng kế trời. Tôi bị sao thế này? Hả? Ông bị làm sao đấy? Ơi, tôi thấy khó chịu quá. Ơi, sao người mình biến thành màu xanh rồi? Ơi, chuyện gì xảy ra với mình vậy? Ôi không, mặt của mình. Hả? Ông ấy bị làm sao thế này? Hay, Neighbor. Trời ơi, sao tự nhiên mình lại biến thành bộ dạng như này? Ôi, trời ơi. Tôi không cam tâm. Có kịch hay để xem đây. A few moments later. Đừng lại gần tôi. Neighbor, đứng lại. Đừng lại gần tôi mà. Ôi không, Neighbor, đừng đi vào đó. Neighbor hoảng loạn vì bị biến dạng, đã vô tình đi vào vùng đất nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ? Phải vào đó cứu Neighbor ra thôi. Dù có nguy hiểm, mình cũng phải mạnh mẽ. Misty vô cùng mạnh mẽ, cô ấy dứt khoát một mình đi vào vùng đất nguy hiểm. Neighbor lúc này đã mất hoàn toàn kiểm soát, ông ấy chạy trong hoảng loạn. Ơi, khủng long kìa, chạy nhanh Misty. Có khủng long, cứu chúng tôi với. Con khủng long bạo chúa sau nhiều ngày ngủ đông đang vô cùng đói bụng đã nhất quyết đuổi theo bắt bằng được Neighbor và Misty để ăn thịt. Nguy rồi, chúng ta gây ra chuyện lớn rồi. Tiếng hét sợ hãi của Tani vô tình đã gây sự chú ý với khủng long. Nó quyết định không đuổi theo Misty và Neighbor nữa mà tiến tới lùm cây chỗ Tani và Nick đang trốn. Hả? Hình như nó đang đến đây. Không ổn rồi. Đi, Tani. Tôi không để nó làm hại bọn nhỏ đâu. Lêu lêu, bọn ta ở bên đây nè. Qua đây mà bắt. May quá. Bụng của mình. Oh no. Thối quá, cậu ăn gì mà thối thế? Tiếng động lớn lại thêm mùi hương bốc ra từ lùm cây, không khỏi khiến khủng long nghi ngờ. Nó ghé sát lại và đã phát hiện ra họ. Chúng ta bị phát hiện rồi. Thả ta ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi không, Tani. Ôi, Neighbor, làm gì đi chứ? Hả? Làm gì? Ta sẽ liều mạng với ngươi, khủng long đáng ghét. Để cứu Tani, Nick cả gan cầm gậy đánh khủng long, nhưng lại bị nó lấy đuôi quật cho đập vào tường. Thấy vậy, Misty và Neighbor không thể trơ mắt đứng nhìn. Họ liền biến thân thành biệt đội siêu anh hùng, người nhện Misty và Superman Neighbor. Cứu cháu ơi, cứu cháu. Khủng long bị phân tâm bởi ánh hào quang rực rỡ phát ra từ phía Misty và Neighbor, nên đã ném Tani sang một bên để lao đến. Ngay lập tức, Misty triệu hồi nhện tinh. Khủng long thấy thế cũng không chịu nhường, nó nhảy nhào lên, giẫm bẹp dí nhện tinh. Cảm thấy con quái vật đã quá lộng hành, Neighbor xông lên đấm nhiều phát vào mặt của nó. Khủng long bị đánh bay ra xa vẫn không chịu bỏ cuộc, nó bật dậy lấy đuôi quật ngã Neighbor. Khủng long gầm thật lớn rồi lấy chân đè lên bụng Neighbor. Neighbor, cẩn thận. Tránh sao mấy ra, con quái vật gớm ghiếc. Misty bắn mạnh nhện ra trói chặt lấy khủng long tại một chỗ. Neighbor thấy thế, nhân cơ hội túm lấy đuôi khủng long quăng lên, quật xuống rồi xoay vòng vòng. Cuối cùng là ném nó về lại nơi nó ở. Wow, Neighbor, bác thật là tài giỏi. Hai người đã giải cứu chúng cháu. Chúng cháu đã thấy tất cả, thật tuyệt vời. Neighbor, hãy ăn viên kẹo này, bác sẽ trở lại bình thường. Thật sao? Để ta xem nào. Wow, ta bình thường lại rồi này. Ôi, khuôn mặt đẹp trai này. Tốt rồi. Bọn cháu xin lỗi. Cố thêm chút nữa, sắp có thịt ăn rồi.
Đói bụng quá đi. Từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì. Đói xỉu luôn. Hả? Mùi gì thơm thế? Wow, ngon quá. Nhanh mix đi, còn đứng đó nhìn. Đi chào tôi với. Wow, chính rồi. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, tương ớt. Wow, ngon quá đi à. Tuyệt vời. Bụng đang đói lại thấy thịt nướng thơm phức. Ba người thèm đến nỗi nước miếng chảy tong tong. Ba người tranh nhau ăn hết chỗ thịt nướng mà không thèm hỏi ý Roger. Của ta, của con mà. À, của mình. Wow, ngon quá. Xúc xích tuyệt của mèo. Gà rán giòn tan. Ha ha, tương ớt đây rồi. Hả? Hơi, dám ăn trộm đồ ăn của ta. Đúng là một lũ đáng ghét mà. Hả? Ôi, rất thơ kìa, chạy đi. Nhầm nhầm nhầm, đang ăn chạy đi đâu thế? Ngon quá. Hơi, đồ ăn của ta, trả ở đây. Cái đồ đáng ghét, trả đồ ăn cho ta. Hả? Ôi giời ơi, đi trả cho ngươi nè, bài nha. Đứng lại cho ta. Ouch. Trộm đồ của ta không có kết cục tốt đâu. Nhầm nhầm, khủng long bảo chúa, ra đây đi. Con khủng long cứ đến lúc cần rất cơ lại đem ra dùng vô cùng ghê gớm. Khủng long, bắt chúng lại. Ôi mẹ ơi, khủng long cứu tôi với. Ơi, có ai không? Khủng long nghe lệnh Joker đuổi theo bắt bằng được những tên trộm đồ ăn. Misty sợ hãi vắt chân lên cổ chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu. Cứu tôi với, cứu với. Hả? Không ổn rồi. Misty, ta liều mạng với khủng long nhà ngươi. À! Tránh xa Misty ra. À! Hả? Đúng là một lũ chán sống. Bắt hai đứa nhóc này trước vậy. À, chạy nhanh đi Nick. Oh my god. Đợi tớ với, tao đi. Dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đọ được với khủng long. Kết quả là Nick bị nó hút và bắn ra xa. Nick! Nick! À, ôi trời ơi, nhiều sao thế? Không thể như thế này được. Phải cho khủng long biết tay. Biệt đội siêu anh hùng biến hình. Vì hòa bình của nhân loại, vì công lý của ánh sáng, diệt trừ kẻ ác là trách nhiệm của ta. Captain Misty. Ta thích sự lấp lánh, thích tiếng cười hạnh phúc, căm ghét kẻ tà ác, quyết tiêu diệt đến cùng. Ta là Iron Man Tani. Đừng nói nhiều nữa, xông lên đi. À, à. Tani bay lên cao nhờ phản lực ở chân tấn công khủng long, khiến cho con quái thú chỉ biết đứng chồm chân một chỗ. Hãy xem cú xoay bão tố của ta. Hả? Ouch. Ây ha. Ha ha ha. Yeah, thắng rồi. Hả? Nít. À, cái đồ to xác này đá cho người bỏ tức. Nít, mở mắt ra đi, mau tỉnh lại đi. Nick, mở mắt ra, tỉnh lại mau. Ngay lúc mọi người chăm chú gọi Nick thì khủng long đã tỉnh dậy. Nick, dậy đi, mau dậy. Hả? Mọi người, sao rồi? Có sao không? Chúng ta thắng rồi. À, nhìn phía sau kìa. Ta đi, cẩn thận. Cậu không cần lo đâu, tớ nhắm mắt cũng hạ được nó mà. Wow, ngầu quá. May quá. À, mình không thể thua thế được. Cục tức này có vẻ Joker nuốt không trôi. Anh ta tức giận liền hóa thành Hot Joker, xông đến dạy cho đám người Misty một trận. Ai, tức quá, hãy xem ta đây. Hả? Nick yên tâm, có chúng tôi rồi. He he, đến đây ta chấp hết. Đừng có vội đắc ý, xem cú đấm của ta đây. Đừng, dừng lại đi. Xin hãy tha cho chúng tôi, Joker.
Hả? Cậu ấy làm gì thế? Joker, chúng tôi biết lỗi rồi, mong anh tha lỗi. Hả? Joker, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Xin lỗi mà. Được thôi, tôi bỏ qua cho mọi người đó. Hả? Tuyệt vời quá. Yeah, bắt tay làm hòa cái nào. À, đau. Đùa chút thôi, chúng ta đều là bạn mà. Đi thôi, đi thôi. Ngon quá, cho tớ một miếng. Bỏ cái tay ra, ai cho ăn? Wow, thơm quá. Quá là tuyệt vời. Mùi thơm từ đĩa đồ ăn bay đến tận chỗ khủng long đang ngủ trưa. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? À, thì ra là nó. Wow, thơm quá. Chúng ta sẽ cùng ăn với mọi người. Ôi mẹ ơi, tôi sợ khủng long lắm. Không, đây là đồ ăn cho Misty. Nhưng mà giờ ta đang đói, mau đưa đây. Ôi mẹ ơi, Nick ơi, làm sao bây giờ? Đồ ăn rơi đầy xuống đường. Khủng long thấy vậy thì cúi đầu xuống ăn nhèm nhẽm một cách ngon miệng. Cậu có sao không ta đi? Nick ơi, nó không ổn rồi, chạy nhanh. Một chút đồ ăn xíu xiu như thế không đủ lấp đầy cái bụng của khủng long. Thế là nó liền đuổi theo Nick và Tani, không muốn ăn thịt thỏ. Cứu tôi với, cứu chúng tôi với, cứu với. Nghe thấy lời kêu cứu khẩn thiết từ Tani, biệt đội siêu anh hùng liền xuất hiện. Superman, Neighbor và Thor Misty với chiếc búa tuy nhỏ mà nặng. Biệt đội siêu anh hùng đã có mặt. Nơi nào có nguy hiểm, nơi đó có chúng tôi. Bớt nhiều lời đi. Misty, Neighbor. Không làm mất thể diện của những anh hùng chính hiệu, Misty đã mở bát bằng một cú đánh khiến khủng long bị đánh bật. Cừ phép đấy. Giờ đến phiên của tôi. Neighbor tiếp chiêu Misty bay đến chỗ khủng long, túm lấy cái đuôi của nó, rồi cho khủng long một trận ra bã, rồi đi thẳng cẳng nó, làm nứt luôn cả đường bê tông. Yeah, họ chiến thắng rồi. Neighbor, Misty là số 1. Ta không chịu thua dễ vậy đâu. Dòng họ khủng long không thể bị mất mặt được. Không để bản thân là nỗi nhục của dòng họ, khủng long biến dậy lao về phía Misty và Neighbor tiếp tục chiến đấu. Misty cười khẩy một cái rồi giương cao búa lên triệu hồi sức mạnh của sấm sét tấn công đến khủng long, nhưng khủng long đã kịp thời phản đòn. Trời ơi, ôi không, Neighbor, ông có sao không? Đúng là khủng long đáng ghét. Misty tức giận cầm thẳng búa đến gõ mạnh vào mặt khủng long, nhưng giờ sức chiến đấu của nó đã tăng lên rất nhiều. Khủng long quay đuôi ra, quật nhẹ cái, Misty đã trọng thương. Misty, không thể như vậy được, mình phải làm gì đó thôi. Misty, bà tỉnh lại đi. Ông trời ơi, tôi muốn có sức mạnh. Tiếng gọi của Nick đã được trời xanh nghe thấy. Ngay lập tức cậu ấy liền biến thành Nick Hurt với cơ bắp cuồn cuộn. Khủng long lần này vẫn tưởng ngon ăn, mạnh dạn xông lên trước đớp lấy cánh tay của Nick Hurt. Nhả ra. Mình có cách rồi. Nick ơi, Nick, tớ thích cậu lắm đó. Cố lên nha, cố lên, đừng làm tớ thất vọng. Mình không thể để Tani thất vọng được. Có được sức mạnh tình yêu, Nick như khỏe hơn gấp 100 lần. Cậu ấy đấm một cái đã khiến khủng long rời hai răng cửa. Đấm tới thứ hai thì khủng long gục luôn dưới đất. Yeah, cậu làm tốt lắm. Kỳ lắm chàng trai à, tuyệt vời, 10 điểm. Ha ha ha. Ngay khi mọi người đang vui mừng nhảy múa vì nghĩ đã hạ bệ triệt để khủng long, thì nó lại từ từ đứng dậy rồi nhẹ nhàng áp sát họ mà không ai hay biết gì cả. Nick lúc này vẫn tươi cười ăn mừng với mọi người. Hả? Nick, cẩn thận phía sau. Cũng may thời điểm then chốt, Nick kịp nhận ra né được đòn tấn công của khủng long và tặng cho nó thêm một cú đấm, đưa khủng long lên tận cung trăng. Cậu không sao chứ Nick? Misty, cháu xin lỗi, chúng cháu định mang đồ ăn đến cho bà nhưng không được. Không sao, hai đứa an toàn là ta mừng rồi. Yeah, chúng ta lại vui vẻ bình thường rồi. Ai về nhà nấy nha, bye bye. Hả? Cẩn thận đó. Ôi dồi ôi. Wow, thật là ngon. Kem đây, kem thơm ngon đây. Của cậu đây, ăn ngon miệng nhé. Người tiếp theo. Kem đây, kem thơm ngon mát lạnh đây. Bán cho cháu hai cây kem. Buồn cười quá đi mất. Hả? Bên kia có người bán kem kìa. Ngon quá thôi. Bố ơi, mua kem cho con đi ạ.
Kem của hai cháu đây, xin mời. Ngon quá, mau qua kia ngồi ăn thôi nít. Rất tiếc tôi vừa hết mớ kem rồi. Hả? Cháu muốn ăn kem mà. Xin lỗi cháu bé, chú hết mất rồi. Mau đưa kem ra đây, nếu không nó đòn. Tôi thật sự không còn kem nữa rồi. Không có mà xong hả? Không, mau dừng lại đi. Thật quá đáng. Các người mau dừng tay lại ngay, không đừng có trách tôi. Còn đứng đó nhìn hả? Mau xử lý hắn đi. Được thôi, xem đây. Ây da, bố con nhà neighbor đúng là thật quá quá. Người bán kem vô cùng tức giận. Ông ấy biến thành người xanh khổng lồ. Neighbor đánh cũng không vấn đề gì. Mau dừng lại đi. Vũ khí của tôi. Hắn ném nó đi rồi. Mau chạy thôi baby ơi. Mau đứng lại đó. Hai người định chạy đi đâu? Sau đó là một cuộc rượt đuổi giữa người bán kem và bố con nhà neighbor. Đợi con với, hắn thật đáng sợ. Kem ngon quá. Cứu tôi với, cứu với. Đứng lại đó. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thật là bực mình, dám bắt nạt người yếu hơn. Phải ăn nhanh hết cây kem. Mau trả kem cho tớ đi mà. Không được ăn kem của người xấu. Phải giải cứu bố con neighbor thôi. Sau tiếng hét vang bầu trời xanh, Nick và Tani biến thành hai siêu anh hùng mạnh mẽ. Nick Captain, Tani Iron Man. Làm ơn tha cho tôi. Mau thả bố ta xuống rồi đáng ghét. Thả bố ta xuống mau lên. Tên kia, xem khiên của ta đây. Ây da. Bố ơi, bố có sao không? Không dừng lại ở đó, Nick và Tani tiếp tục bay đến chiến đấu với người bán kem khổng lồ. Nick bị hắn tấn công liên tục, khiến sức mạnh dần giảm sút. Tấn công! Ôi không! Hãy xem đây! Ôi không! Hả? Dừng ta lại! Hãy xem đây! Xí hụt! Không những vậy, hắn còn đấm một cú siêu mạnh khiến Tani nằm ngay tại chỗ. Ây da! Hai người còn muốn đánh nhau với tôi nữa không hả? Không ổn rồi. Ây da! Nhận lấy nè! Là ai? Ai đã ném gạch vào đầu tôi vậy? Thời cơ của chúng ta đến rồi. Nhân cơ hội người bán kem đang mất tập trung, Tani và Nick đã phản công khiến hắn không thể kịp đỡ. Tôi không thể tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Xông lên, dạy hắn một bài học đi. Làm ơn hãy tha cho tôi, cầu xin hai người đó. Tại sao? Thật ra là như vậy. Họ đã đập phá xe bán kem của tôi để cướp kem. Chính vì vậy. Thì ra là neighbor và baby. Hai người đó thật quá đáng. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Thôi được, không sao đâu. Đúng là hảo hán. Vậy là giảng hòa nha. Yeah, mọi người lại vui vẻ với nhau rồi. Đúng vậy đó.